Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển theo hướng tiến sâu vào đất liền Bắc Bộ. Đây là nguyên nhân khiến cho gió đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, có nơi giật cấp 6. Từ chiều tối ngày hôm nay, khu vực vùng núi phía Bắc trời chuyển rét, mưa rào và dông sẽ xuất hiện rải rác cùng với nhiệt độ vào thời điểm đêm và sáng chỉ từ 14 cho đến 17 độ, vùng núi trong khoảng từ 11 cho đến 14 độ, có nơi dưới 10 độ. Trưa chiều mai, sau khi nằm trọn trong khối không khí lạnh khô, Bắc Bộ sẽ giảm mưa nhanh chóng, nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 19 cho đến 22 độ. Không khí lạnh cũng tác động đến thời tiết Bắc Trung Bộ. Trong đêm nay và sáng ngày mai, khu vực này cũng có mưa rào và dông. Sau đó, sang trưa chiều mai, mưa giảm nhanh, trời khô ráo, cùng với nhiệt độ dao động xung quanh mức từ 19 cho đến 22 độ. Còn khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào rải rác, tập trung chính từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên. Sau đó hầu như chỉ còn mưa rào nhẹ, diện mưa cũng thu hẹp hơn. Nhiệt độ tại khu vực này dao động trong khoảng từ 19 cho đến 26 độ khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên và từ 26 đến 29 độ khu vực Khánh Hòa đến Bình Thuận. Lui xuống phía Nam, thời tiết tại đây khá ổn định với nhiệt độ ít biến động, mưa chỉ xuất hiện vài nơi vào chiều tối và đêm. Nhìn chung thì khá thuận lợi với các hoạt động dân sinh và lưu thông của người dân. Ban ngày trời còn nắng ráo cùng với nhiệt độ ổn định trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 31 đến 34 độ tại khu vực Nam Bộ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối nay, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét. Riêng Bắc Biển Đông từ 3 cho đến 5 mét, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, từ đêm nay cũng có gió đông bắc mạnh dần lên mức cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét, biển động mạnh. Và khép lại bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.